ThinkSep đang cung cấp cho các bác là rất nhiều cái loại bác về khóa vặn và khóa tay bóp nha. Thì ở đây em đang có là khóa vặn đầu bác thẳng dài 3,5 cm, khóa vặn mà bác cong dài 3,5. Đây là một cái khóa vặn và bác xoay 360 nha anh em. Mình có thể bay xoay 360 luôn, rất là xịn cho các bác rửa điều hòa này. Đây là một cái khóa vặn và dài 15 cm đầu cong, anh em sửa điều hòa. Còn về cái dòng khóa bóp cũng vậy luôn anh em. Cơ chế ở đây là bóp và có nút giữ cho mình luôn. Bét đầu dài 3,5, đầu cong. Đây là bét bóp và xoay được 360 nha. Bóp xoay 360. Còn đây là bóp và thẳng cong 15 cm. Đây em đã gắn thử trước cho mọi người một cái tay bóp và có cái bét dài 7 cm nha. Để em test cho mọi người xem nha. Rồi bét bóp này. Lại đây cho các bác xem cái khóa tự động của nó. Khi mà mình bóp mạnh tay vô ấy là nó tự khóa lại luôn nha anh em. Nó tự khóa luôn. Còn mình muốn gỡ ra thì mình nhả ra thôi. Sản phẩm thì shop có để sẵn cho cửa hàng tất cả các mẫu luôn. Anh em bấm mua ngay nha.